Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tân Di Ổ, người dịch Mai Quyên, tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 27. Chuyện của Trần Hưu Hòa cuối cùng cũng đã khép lại khi người con trai thứ của ông được đưa vào gia nguyên làm nhân viên hợp đồng với tính chất chăm sóc và đãi ngộ. Diệp Khiên Trạch cũng nghe nói con trai lớn của họ không hiểu gì phạm tội gì mà bị vào tù. Người con trai thứ tuy không có kinh nghiệm làm công nhân xây dựng như anh mình, nhưng điều bất ngờ là hướng dẫn chỉ kiên quyết không phá lệ về vấn đề thân phận của anh ta, còn những cái khác thì cô không hề tỏ ra phản đối. Cũng xem như Diệp Khiên Trạch và Hướng Diễn mỗi người tự nhường nhau một bước. Theo thông lệ, cứ đến cuối năm, công ty Gia Nguyên lại tổ chức cho các nhân viên quản lý cấp trung ở khu văn phòng sản xuất đi nghỉ mát vài ngày sau khi đã vất vả hàng tháng trời cho công ty. Khu nghỉ mát suối nước nóng đã mở, có đạo lý nào mà phù sa lại chảy vào ruộng người khác, nên kỳ nghỉ lần này đã sắp đặt tiến hành ngay trong khu nghỉ mát. Thời gian được chọn vào ngày thứ sáu. Sau cuộc họp, tất cả mọi người sẽ nghỉ cuối tuần ở đây. Địa bàn của mình nên tất nhiên việc ăn uống vui chơi đều được phục vụ chu đáo. Những nhân viên quản lý của các phòng ban cũng đã bận rộn suốt năm. Bây giờ có cơ hội thả lỏng mình. Lại là ở nơi mà Gia Nguyên mở ra không lâu nên mọi người vừa thấy mới lạ lại vừa hiếu kỳ. Ai cũng có thú vui riêng của mình. Người đánh bóng, người đánh bài. Tất nhiên cũng có người hát karaoke, tắm hơi, rất vui vẻ. Hướng Diễn và Phó Tổng Lý rời hội nghị sau cùng. Hai người vừa đi vừa nói đến kỳ hạn đợt giao hàng của xưởng. Phó Tổng Lý là người biết điều, nên khi nhìn thấy bóng Diệp Khiên Trạch bên hồ câu cá ngoài kia, ông đã cười cười, rồi tìm một lý do để đi dòng sang hướng khác. Diệp Khiên Trạch nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Sau khi móc một câu xong, anh quay lại phủi tay, rồi cười hỏi Hướng Diễn. Xong rồi à? Dân, bọn cá được ăn no rồi mà vẫn cắn câu à? Đúng rồi, đàn dân chuẩn bị cho anh một bộ dụng cụ câu cá, đang đặt ở phòng em thường ở. Lát nữa em sẽ bảo phục vụ mang đến cho anh. Hướng Diễn nói. Diệp Khiên Trạch không thích đánh bài, cũng không thích tụ tập, ồn ào. Điều này cô biết, sở thích duy nhất của anh chính là cầm cần câu cá. Không câu nữa, Hướng Diễn, mọi người đã thoải mái rồi, em cũng phải nghỉ ngơi đi chứ. Diệp Khiên Trạch nói. Cả hai người cùng nhìn về phía đàn dân và vài đồng nghiệp đang chạy rất nhiệt tình trên sân tennis. Hướng Diễn ngồi xuống lan can bên bờ hồ, ngước lên nhìn mặt trời mùa đông, nheo mắt lại. Em đang rảnh mà, sao thế? Khiên Trạch nói, thời gian trước anh quên chưa nói với em một việc, là đêm khu nghỉ mát khai trương, em không được khỏe nên một mình anh đã đến chào mặt Kiến Quốc. Bác ấy và bố trước kia cũng là bạn cũ, là trưởng bối của anh. Bác ấy cũng không còn hàng học với nhà ta nữa. Bác bảo, Mạc Hằng gần đây vừa về nước, lại vào viện chữa trị thêm một thời gian mà cũng chỉ có thể hồi phục đến mức đó. Tuy không thể bằng người bình thường, nhưng chí ít cũng có thể tự lo cho mình. Có tiếp tục chữa trị cũng chẳng ý nghĩa gì, chi bằng tìm con đường sống tốt một chút sau này cho Mạc Hằng. Mạc Kiến Quốc còn nhắc đến hôn sự của Mạc Hằng, bảo bác đã già rồi, chỉ việc này là không an lòng. Thần thái khi phơi nắng của Hướng Diễn cũng có chút thay đổi. Cô nghiêng mặt, lắng nghe Diệp Khiên Trạch nói. Nói xong chuyện này, không biết vô tình hay cố ý mà bác hỏi đến Diệp Linh. Bác ấy nói, hôm đó hình như có nhìn thấy Diệp Linh trong yến tiệc. Cô gái bé nhỏ đã lớn rồi, trước kia vẫn nghe bố bảo Diệp Linh không được khỏe. Bây giờ thấy có vẻ rất ổn, còn nói chuyện trước kia đã qua rồi. Mạc Hằng chẳng còn nhớ chút gì chuyện Diệp Linh đẩy cậu ấy ngã từ thang xuống. Chỉ nhớ cảnh vui đùa với Diệp Linh hồi bé thôi, cứ mãi không quên được. Anh sợ ý của bác ấy là muốn để Mạc Hằng và Diệp Linh... Cô vẫn chưa kịp nói hết, Khiên Trạch đã tiếp lời với vẻ lo lắng. Phải, sao anh yên tâm được? Hướng Diễn, không thể làm thế được. Dù A Linh có lỗi với Mạc Hằng, nhưng cũng không thể gả cho cậu ấy được. Vì Mạc Hằng, dù gì cũng là một thằng ngốc. Anh thực sự sợ Mạc Kiến Quốc sẽ nói thẳng chuyện đó ra, nên đã vội vàng kết thúc câu chuyện. Cô dùng ngón chân đùa đám cá đang nổi trên mặt nước. Anh sợ gì? Cho dù có yêu cầu thật,
thì bà ấy cũng không phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế, bảo kết hôn là kết hôn được. Chuyện này anh biết, nhưng nhớ đến nguyên nhân Mạc Hằng bị thương thì trong lòng vẫn thấy khổ tâm. Đối với chuyện này mà nói thì nhà chúng ta vẫn có lỗi trước. Vậy thì gái Diệp Linh cho cậu ta à? Hướng Diễn rút ngón chân vẫn chưa ướt nước của mình về, rồi nhìn Diệp Khiên Trạch đang tỏ vẻ đau khổ, nhún nhún vai, nói tiếp. Vậy thì thôi, nếu anh đã chắc chắn là không thể, thì Mạc Kiến Quốc muốn nghĩ gì tùy ông ta. Ai mà không có chút suy tư cá nhân chứ? Anh toàn lo chuyện thiên hạ, xem trọng thị phi, mềm lòng, lại thêm nghe nhắc đến việc liên quan em gái yêu quý của mình thì càng rối hơn. Cô nói khẽ đến nỗi Diệp Khiên Trạch không thể xác định được sự cô đơn lúc cô cúi đầu xuống có phải là ảo giác của mình không. Hướng Diễn, cô ấy vẫn là em gái anh. Hướng Diễn mím môi cười cười. Anh đấy, càng quan tâm lại càng rối thêm. Khiên Trạch gật đầu, chắc cũng ý thức được sự ưu phiền của mình là thừa thải. Một lúc sau, anh mới cười khổ, nói thêm. Anh là vậy đấy. Càng là người quan trọng, anh càng không biết phải làm sao mới ổn. Giống như bấy lâu nay, anh cứ loay hoay không biết làm sao để em không giận nữa. Em có giận à? Cô nửa cười nửa không, nhìn Diệp Khiên Trạch. Chứ lại không à? Hai người một đứng một ngồi bên bờ ngắm cá chép vàng bơi lội trong nước. Cô mở túi đồ ăn cho cá ném xuống nước. Đám cá chen chúc vào nhau hòng dành cho được miếng ăn. Chẳng trách Khiên Trạch thường nói, câu được cá không phải do lưỡi câu mà là do dục vọng của cá. Chúng đã chờ đợi quá lâu nên dù biết rõ là lưỡi câu vẫn há mồm đốt lấy. Không chờ đợi gì mới là an toàn. Hướng Diễn nghĩ như vậy, nhưng không chờ đợi gì thì sống thế nào? Buổi chiều, các trưởng phòng, phó phòng ở khu nghỉ mát đều không có việc làm. Hướng Diễn cũng bị phó tổng lý gọi đến chơi poker. Văn hóa poker của Giang Nguyên được gọi là Nguyên Diễn Lưu Trường. Khi còn tài dị, Diệp Bình Lâm rất mê mẩn với thăng cấp. Nhưng bây giờ khi không còn phải lo mọi chuyện nữa, thì đừng nói không còn tìm ai để chơi poker cùng, mà đến cờ, ông cũng chẳng buồn đánh. Nhưng văn hóa poker vẫn luôn được duy trì ở Giang Nguyên. Cho dù là nhân viên quản lý hay công nhân, ngoài lúc làm việc, bốn người một bàn là bắt đầu chơi rất hào hứng. Mà theo lệ cũ thì năm nào công ty cũng tổ chức cuộc thi poker thăng cấp. Trước đây, Hướng Diễn chẳng hào hứng với bất kỳ hoạt động giải trí nào. Ngoài công việc ra, trò tiêu khiển duy nhất khiến cô thấy vui vẻ chính là đếm tiền buổi tối. Hướng Diễn tuy nghe rõ vẻ mê mai chăm chọc trong câu nói đó của Hướng Giao, nhưng cô vẫn thừa nhận em gái mình nói cũng có vài phần chính xác. Đối với cô, dù là cờ dây, cờ tướng, poker hay mạt chược, đều là trò mưu tính hại nhau ở một hình thức khác mà thôi. Vừa lãng phí thời gian lại chẳng bổ ích gì. Làm sao bị được sự tĩnh lặng và hài lòng trong tâm hồn khi đếm tiền vào mỗi túi. Nhưng Hướng Diễn cũng để mặc mọi người thoải mái, đồng thời còn vui vẻ lấy ra ít tiền để thưởng cho cuộc thi hàng năm. Đó là hoạt động tập thể ít tiêu tốn tiền bạc nhất, sao lại không vui vẻ chứ? Có điều, cũng như lúc đầu cô học cờ dây là để tạo quan hệ với Trương Thiên Nhiên của Lập Hằng. Cô học poker để thay đổi hình thức giao lưu với nhân viên cấp dưới. Cô cũng thông thạo kiểu chơi thăng cấp mà giáo sư của cô chính là Diệp Khiên Trạch. Từ thời niên thiếu, anh đã nhìn người lớn chơi rồi học theo. Đến nay thì hoàn toàn tinh thông cờ bạc. Cô học rất nhanh. Từ lúc bắt đầu đến lúc ra nghề, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, sát phạt với mọi người vài lần là kỹ thuật cũng tăng lên. Người ta nói đây là bẩm sinh đã giỏi, nhưng Hướng Diễn chỉ hướng mũi. Vì thực ra tất cả các trò chơi cũng như mọi việc đều có quy tắc của nó. Bạn nghiêm túc chơi thì có cái gì không biết chứ? Thăng cấp của Giang Nguyên thường có 4 người chơi 4 bộ bài poker. Mỗi bộ 54 lá, tổng cộng là 216 lá. Những người chơi không giỏi đa phần chỉ là chơi qua loa, không nhớ rõ bài. Trước nay cô làm việc vốn nghiêm túc, lúc vui chơi cũng vậy. Ai đã từng ra lá nào, bài nào trong tay người nào? Hiệu suất đạt được sau mỗi lá bài đánh ra là bao nhiêu, cô ngầm tính rất chính xác nên có hơn nửa phần thắng lợi. Có điều chính vì nguyên nhân này mà Diệp Khiên Trạch không thích đánh chung với cô, cứ cười bảo đánh bài với Hướng Diễn rất mệt. Chẳng những không đạt được mục đích giải trí mà ngược lại còn khiến mình gánh thêm trách nhiệm. Vì anh không chịu nổi cách cả tháng sau mà Hướng Diễn vẫn còn phân tích cho anh đâu ra đó rằng lá bài đếm ngược thứ mấy anh đã phạm sai lầm,
thậm chí còn liệt kê trên giấy hơn 10 lá còn lại trên tay bốn người và lúc đó rất tỉ mỉ, cặn kẽ. Khiên Trạch tuy tin, nhưng lúc ra bài quá tùy hứng, đó cũng chính là nguyên nhân anh không thể nào đạt đến trình độ cao nhất. Đó chính là điểm khác nhau giữa anh và em. Anh thì chỉ muốn vui, không muốn tốt nhất. Nếu không, sẽ mất đi cảm giác kỳ diệu đó. Nếu đã không giống nhau, thì tự khắc sẽ không vui chơi cùng nhau. Nên sau khi hướng diễn biết cách chơi, hai vợ chồng họ rất hiếm khi cùng đánh bài. Chiều nay, Khiên Trạch có ý bù đắp khoảng thời gian lạnh nhạt và căng thẳng giữa hai người, nên chỉ muốn tìm cơ hội để hai người cùng ngồi xuống với nhau mà thôi. Phó Tổng Lý tin ý biết rõ nên cũng giúp cho anh toại nguyện. Thế là họ và Phó Tổng Lý thêm trưởng phòng của bộ phận sản xuất, bốn người ngồi xoa bài. Dịp Khiên Trạch và Phó Tổng Lý hợp sức, hướng diễn và trưởng phòng kia chơi cùng nhau. Nói là bài phẩm như nhãn phẩm, hướng diễn cảm nhận sâu sắc rằng phong cách chơi bài của Diệp Khiên Trạch vẫn nhàn nhạt như cũ. Phó Tổng Lý là đánh rất có phương pháp, nhưng lại quá thận trọng. Còn bạn chơi của hướng diễn ra bài rất sáng suốt, nhưng cô nhìn ra mỗi lá bài của anh ta đều có ý thuận theo mình. Trên tay còn rất nhiều lá chưa ra, cũng gác lại để phối hợp với hướng diễn. Đó cũng là một kỳ phùng địch thủ. Hướng diễn lần này đánh rất suôn sẻ, liên tục dẫn đầu, thắng lợi đã trong tầm tay. Nhưng Diệp Khiên Trạch và Phó Tổng Lý đột nhiên tung ra những lá bài rất khó chịu, lại thêm phối hợp khá ăn ý, nên chẳng những gỡ hòa được thế cuộc mà còn ẩn giấu cả cơ hội thắng lợi. Cô thầm biết là không ổn, nhưng bất lực là bài không như người, rất khó kiểm soát trên tay. Cô thầm tính toán cục diện có thể xảy ra với những lá bài cuối cùng, biết là mình đã thua nhưng vẫn đang nghĩ xem cố gắng làm sao để giảm thiểu tổn thất. Cô bỗng nhìn thoáng qua Diệp Khiên Trạch ngồi bên trái mình, kêu lên kinh ngạc. Diệp Khiên Trạch, sao anh thiếu một lá bài? Có không? Khiên Trạch hơi ngạc nhiên nhìn số bài còn lại trên tay ba người, khẽ cười thành tiếng. Ồ, đúng là thiếu mất một lá bài. Lần này lao động cải tạo rồi. Bài tốt mấy cũng vô ích. Anh cũng chẳng biết đánh ra thêm một lá từ lúc nào. Anh đấy, em đã nói anh không chuyên tâm mà. Cục diện thay đổi, Hứa Dĩ nhà nhõm trong bụng nhưng vẫn trách móc nửa đùa nửa thật. Thắng bài thế này khiến cô cứ có cảm giác tẻ nhạt. Anh trưởng phòng lần đầu đánh bài với các lãnh đạo cấp cao thấy thế bèn hòa quảng. Không sao không sao, đánh bài mà, chỉ để giết thời gian thôi. Không phân thắng thua, không phân thắng thua. Cô đặt bài xuống cười. Cũng không thể nói thế được, không phân thắng thua thì ngồi nãy giờ để làm gì? Anh chàng trưởng phòng thấy cô cười cũng không biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng cũng có phần lo ngại mình đã nói sai, nên lén nhìn Diệp Khiên Trạch một cái. Diệp Khiên Trạch cũng bỏ bài xuống cười nói. Thua rồi, thua rồi. Đi, hướng diễn. Chẳng phải bảo chiều nay Giang Nguyên và nhân viên bên khu nghỉ mát có cuộc thi đấu bóng rổ sao? Cũng sắp đến rồi, chúng ta đi xem thôi. Chương 39. Ai nợ tâm sự của ai? Mọi người cùng đi về phía sân đấu bóng trong nhà. Lúc đến nơi thì trận đấu đã bắt đầu. Cô không vội ngồi ngay, khẽ nheo mắt nhìn vào, sau đó không kìm được nói với Diệp Khiên Trạch. Sao anh thấy người kia quen thế nhỉ? Ai? Khiên Trạch nghe vậy cũng nhìn về phía cô đang chỉ rồi cười. Thằng bé này chạy đến đây lúc nào thế không biết, đến rồi mà cũng chẳng nói với ai tiếng nào. Trên sân khấu, người đang chạy trên sân và mặc đồng phục màu trắng đại diện cho đội bóng khu nghỉ mát, không phải Diệp Quân thì là ai? Chẳng đã bảo không được mời người ngoài đến sau, hay là phía bên kia nhà nghỉ tự nhận là bạn bè nên gọi nó tới? Diệp Khiên Trạch cười nói. Hứa Dĩ ngồi xuống, đón lấy cốc trà mà phục vụ vừa mang đến, tiện tay đưa cho Diệp Khiên Trạch rồi nói. Em vẫn uống nước lọc thì hơn, loại vỏ dưa này chỉ có anh thích thôi. Bên nhà nghỉ không có phần cậu ấy à, cậu nhóc cũng không phải người ngoài mà. Nhìn kìa, lại bên nhau. Làm gì có. Đừng chối. Khiên Trạch cười rồi nói tiếp. Đúng rồi, mấy hôm trước A Quân đến đăng ký ở phân cục thành nam của cục công an, em đã biết chưa? Thằng bé này lớn rồi nhưng vẫn cố chấp như lúc nhỏ. Giống như trước đây, nó khăng khăng không chịu theo bố mình về thành phố. Ai khuyên cũng vô ích, chỉ nghe lời mỗi em. Được rồi, nó nghe lời em mà còn đến đội cảnh sát hình sự à?
Thôi bỏ đi, em trai yêu quý của anh đã bảo em đừng lo chuyện của nó, thì em cũng vui lòng làm theo vậy. Em nói thế chứ trong lòng làm sao không lo cho chúng được. Chúng? Hướng Diễn không nén nổi tò mò. Khiên Trạch bảo, chúng đây là, ngoài A Quân còn có Hướng Giao. Em không nghe, không hỏi gì về cô bé mà được à. Mấy hôm trước Hướng Giao có đến văn phòng anh. Cô khẽ ưỡn thẳng sống lưng lên, nhưng chẳng nói chẳng rằng, đợi dịp Khiên Trạch kể tiếp. Anh do dự một chút rồi rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra đưa cho Hướng Diễn. Cô bé cũng chẳng nói gì, chỉ bảo anh đưa cái này lại cho em, còn nói bây giờ đang sống rất tốt, không cần cho tiền. Cô cười không thành tiếng. Không cần đoán, cô cũng biết là lời tường thuật của Diệp Khiên Trạch đã qua gia công và mỹ hóa. Hướng Giao hễ phát hiện ra tiền là do cô đưa, chắc chắn sẽ nói: tôi không cần đồng tiền thối tha của chị ấy. Hướng Diễn đón lấy chiếc thẻ rồi cất thật cẩn thận. Hướng Giao thanh cao quẳng lại thì thôi, nhưng cô không thể coi thường tiền, vì trong chiếc thẻ ngân hàng, mỗi một đồng đều chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Hướng Diễn nghĩ, nếu Hướng Giao biết công việc hiện nay của cô và Đàn Tuấn đều phải do mình nhờ vả mới được thoải mái và thuận lợi như vậy, thì có tiếp tục làm việc ở đó nữa hay không? Hay là vẫn quyết liệt đến cùng, thà phải ăn không khí, uống sương mai, cũng không cần đến sự tiếp tế của chị mình? Sao hai chị em phải làm căng như thế? Hướng Giao cũng trẻ con quá, nó bướng bỉnh thật. Khiên Trạch có vẻ lo buồn. Cũng chẳng phải nó hận em vì chuyện của Đàn Tuấn, mà cứ khăng khăng cho rằng em bày mưu tính kế để hại chúng. Cái chức chị này của em thật quá thất bại. Ai đời lại để em gái nghĩ mình như vậy? Khiên Trạch, có lẽ lúc đầu em nên nghe lời anh, chẳng cần lo gì hết, cứ giữ Đàn Tuấn ở lại. Hướng Diễn là người đã quyết định thì không bao giờ hối hận. Nhiều Khiên Trạch hiếm khi thấy cô nghi ngờ quyết định của mình như bây giờ. Tiếng gọi Khiên Trạch của cô đã lộ ra nét mệt mỏi, mà chỉ khi đối diện với người thân yêu nhất mới dám bộc lộ khiến anh động lòng. Đang định nói gì thì nghe thấy cô gái quản lý sân đấu bóng kêu thét lên một tiếng. Giang Nguyên bên khu nghỉ mát tuy thuộc sản nghiệp của Diệp gia, nhưng về mặt kinh doanh và nhân lực không hề liên quan gì với nhau. Lại thêm Diệp Quân mấy năm nay ít khi đến công ty, nên phía đội của Giang Nguyên chẳng nhận ra cậu là con trai nhỏ của sếp, luôn cẩn thận dè chừng. Đến lúc trận đấu căng thẳng, có lúc cũng sử dụng vài đòn hiểm, đối kháng nhau mỗi lúc một kịch liệt hơn. Diệp Quân chơi thể thao từ nhỏ, kỹ thuật khá tốt, lại có lợi thế về chiều cao, thêm luyện tập thường xuyên, thân thủ linh hoạt hơn nhiều so với các quản lý trung tầng thân hình hơi phát tướng của Giang Nguyên. Dù đội bóng khu nghỉ mát kỹ thuật đồng đều cũng vẫn nhẹ nhàng, thoải mái, giữ khoảng cách dẫn trước khoảng 10 điểm. Cậu giống là chàng trai xinh đẹp, đặc biệt là trên sân bóng, động tác càng mạnh mẽ, tư thế càng tuyệt đẹp, hấp dẫn đến mức toàn bộ con gái trên sân và mấy cô phục vụ hò hét cổ vũ cho cậu. Lúc bóng ghi điểm, đến mấy cô trưởng phòng bên Giang Nguyên cũng suýt xoa tán thưởng. Đội Giang Nguyên luôn bị cậu lấn át đã bực tức nãy giờ, thấy tình huống này càng thêm bất mãn. Tranh bóng đã cố ý va chạm thật mạnh. Diệp Quân vừa nhảy lên ném bóng vào rổ, chưa kịp đứng vững thì hai thành viên to hơn gấp bội bên Giang Nguyên đã lần lượt chồm đến. Cậu không ngờ lại xảy ra việc này, nên khi ba người đâm sầm vào nhau đã ngã xuống, vang lên một tiếng sầm dữ dội, khiến Hướng Diễn nghe thấy mà xót lòng. Quả nhiên, Diệp Quân cũng rất đau, hai hàng lông mày cao lại. Khiên Trạch đứng lên, chạy vào sân đấu, hạ giọng nói vài câu với tổ trọng tài. Trọng tài vừa ra dấu tay, Diệp Quân đã nhìn thấy, vội vã khoát tay ý bảo không sao, còn nở nụ cười với anh mình nữa, vận động vai một chút rồi lại chạy nhảy trở lại. Cảnh ban nãy dường như chẳng chút ảnh hưởng mà chỉ khiến cậu càng tích cực hơn, so với lúc trước càng mạnh mẽ quyết liệt hơn. Đó mới đúng là dốc hết sức lực, nhưng không giống dáng vẻ tức giận quá nên mới liều mạng. Trận đấu đã kết thúc nhanh chóng trong tiếng còi báo hiệu của trọng tài. Bên khu nghỉ mát toàn thắng, Diệp Quân vỗ tay ăn mừng với đồng đội, cũng cười chào với đối thủ, đi như chạy đến chỗ Diệp Khiên Trạch và Hướng Diễn. Anh, Hướng, Hướng Diễn. Diệp Quân mồ hôi đầm đìa lên tiếng chào anh và chị dâu. Chơi hay lắm, A Quân, lúc nãy không sao chứ. Đám người kia tranh giành không ý tứ gì cả. Diệp Quân đón lấy chiếc khăn ướt mà cô gái quản lý sân bóng đỏ mặt đưa đến, cười với vẻ xấu hổ, thỏ ý cảm ơn. Cậu lau mồ hôi vừa nói với anh mình. Không liên quan đến bọn họ,
Trên sân bóng, da chạm nhau là chuyện thường tình. Chiếc khăn ướt đắp lên nửa gương mặt. Diệp Quân làm như vô tình nhìn trộm Hướng Diễn một cái. Lúc ấy cô đang nghe điện thoại. Diệp Quân tỏ ra lúng túng trước mặt cô cũng không phải là không có lý do. Lúc trước, Hướng Diễn đã ngỏ lời với cục trưởng Tạ ở cục công an rằng khi Diệp Quân tốt nghiệp sẽ xin vào phòng khiếu nại kháng cáo của cơ quan công an trong thành phố. Tuy chỉ là một công an cấp nhỏ, nhưng các bạn cùng đợt tốt nghiệp ra ai mà chẳng biết. Không có hậu phương vững chắc thì đừng mơ đến việc ở lại trong thành phố, mà có thể đến cơ quan của cục công an thành phố thì đó quả thật là một chuyện tốt không tìm đâu ra. Phòng khiếu nại kháng cáo phụ trách phần thư từ trong cơ quan công an, thoải mái nhẹ nhàng lại không nguy hiểm. Ai ngờ ngày đầu tiên đến đó, Diệp Quân đã báo cáo với trưởng phòng yêu cầu được đến các cấp cơ sở. Cuối cùng cấp trên cũng phê chuẩn đưa cậu đến phân cục thành nam của thành phố. Diệp Quân không hề cảm thấy xuống cấp cơ sở có gì không tốt, bởi cậu là cảnh sát không phải chỉ để bốc thư trong văn phòng. Cậu vô cùng hài lòng với chuyện được điều đi. Trong thời gian làm việc, cậu và đồng nghiệp rất hòa đồng với nhau. Chỉ khi cậu nhớ đến cái vẻ nửa cười nửa không của Hướng Diễn thì mới cảm thấy trong lòng chênh vênh. Cậu không nghe lời Hướng Diễn mà còn phụ ý tốt của cô nữa. Diệp Quân không sợ hiểm nguy, cậu thích tính nguy hiểm của công việc này nhưng lại sợ Hướng Diễn thất vọng. Hướng Diễn ngẩng đầu nhìn Diệp Quân. Sao tự dưng lại chạy đến đây thế? Ồ, hôm nay em được nghỉ. Đàn dân nói anh ấy định ra sân, nhưng sức khỏe không được ổn lắm, lại không tìm ra người thay thế, nên hỏi em có đến được không. Kết quả là em đã đến. Cô thấy hết sự lúng túng ngượng ngập của Diệp Quân. Cô lại nhớ đến lúc nhận cuộc gọi từ cục trưởng Tạ. Thật sự lúc đó cô đã nổi giận không trút đâu cho hết, nhưng vẫn nói với ông ta rằng nếu Diệp Quân đã một lòng một dạ muốn làm cảnh sát trừ bạo thì cứ để cậu ta làm thử cho biết, đợi khi chán sẽ nghĩ đến việc điều động công tác sau. Cô cũng mong những điều mà cục trưởng Tạ nói đều là sự thật. Ông ta bảo có rất nhiều cảnh sát đến lúc nghỉ hưu cũng chưa chắc thấy được cảnh phải cầm súng chiến đấu. Sao em càng luyện tập càng mỏng manh thế? Hai người lúc nãy suýt nữa đã đụng em bay luôn rồi. Diệp Quân nhìn có vẻ nho nhã hơn, lại thêm gương mặt lừa tình rất dễ khiến người khác ngộ nhận rằng cậu là một anh chàng công tử trói gà không chặt. Diệp Quân cười ngượng, vỗ ngực nói: Thịt của em mọc từ trong xương, thuộc loại cao thủ ngầm. Tuy ngoài miệng Hướng Diễn nói ra những lời chăm chọc, nhưng nụ cười lại khiến cậu như trút bỏ gánh nặng, tâm trạng cũng tốt hơn nên phù hòa vài câu với cô. Khi nãy trên sân bóng, phía Giang Nguyên đều tưởng Diệp Quân chỉ là một nhân viên bình thường của khu nghỉ mát, nên khi trận đấu kết thúc, cậu chạy đến chỗ Diệp Khiên Trạch và Hướng Diễn, khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Nhìn nụ cười và giả trò chuyện thân mật của ba người, lúc đó họ mới nhớ ra Diệp gia còn có một cậu em không mấy khi xuất hiện, tính ra cũng tầm tuổi này, đã thêm Diệp Quân và Diệp Khiên Trạch khá giống nhau ở gương mặt và thần thái, thì còn gì mà không rõ được nữa. Nhận ra Diệp Quân là người nhà Diệp gia, mấy người trên sân bóng lần lượt chụm đầu bàn tán, trách bản thân trong lúc thi đấu đã quá bất cẩn không nể nang ai, đụng trúng thiếu gia nhà người ta mà không biết. Tuy từ trước đến nay, cậu hai nhà họ Diệp không quan tâm đến chuyện làm ăn, nhưng trong Giang Nguyên rất nhiều người nói, chẳng những Diệp Đỉnh Lâm luôn chiều chuộng cậu ấy, mà Diệp Khiên Trạch cũng rất yêu quý cậu em trai mình. Khi Diệp Quân và mọi người vào phòng thay đồ tắm táp, mấy người bên Giang Nguyên nhìn thấy cậu, ngượng ngùng lên tiếng chào, đang nghĩ xem có nên xin lỗi không, thì Diệp Quân đã nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, nói họ chơi bóng rất tốt, lần sau mọi người có thi đấu thì gọi cậu đến cùng tham gia. Những nhân viên quản lý trung tầng của Giang Nguyên đều không biết gì nhiều về cậu, vì trong mấy người nhà họ Diệp thì họ chỉ quen với sự uy nghiêm của Diệp Bỉnh Lâm, sự mưu mô gian xảo của Diệp Bỉnh Văn. Còn Diệp Khiên Trạch tuy giữ hòa khí với mọi người nhưng quá trầm tính. Cô con dâu nhà họ Diệp Hướng Diễn thì càng nổi tiếng là sáng suốt giỏi giang, chẳng ai dám lập lờ trước mặt cô, nên cậu con nhỏ nhà họ Diệp tính cách phóng khoáng giản dị, không thể không khiến người khác thấy bất ngờ. Nụ cười của Diệp Quân lại vô cùng trong sáng, không chứa ẩn ý, hoàn toàn không phải dạng ngoài mặt thế này trong bụng thế khác, rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm tình. Sau khi tắm rửa xong, mấy người bên Giang Nguyên đã xưng anh gọi em với cậu rất thân mật, cùng hẹn nhau hôm khác lại tranh tài trên sân bóng. Lúc vào nhà hàng, Hướng Diễn đã thấy Diệp Quân hoàng gia bá cổ với mấy đối thủ trước đó còn gườm gườm nhìn nhau trên sân bóng, trò chuyện rất rôm rã nên cảm thấy kinh ngạc.
Những nhân viên quản lý kia vẫn tỏ ra biết điều trước mặt Hướng Diễn, nên khi thấy cô đi đến cạnh Diệp Quân bèn lần lượt cười đùa và chào giám đốc Hướng, rồi chuyển đến ngồi ở bàn khác. Hướng Diễn hỏi Diệp Quân: chuyện trò gì mà vui thế? Dai không bị đau nữa à? Diệp Quân cười đáp: em có phải con gái đâu, làm gì mà yếu không ra gió nổi như vậy. Bọn em đang nói đến chuyện lần sau cùng đá bóng ấy mà. Em cũng dễ thân với mọi người nhỉ? Hướng Diễn vẫn nhớ Diệp Quân là một cậu bé thích khóc và tính cách hướng nội từ nhỏ, nên cảm thấy rất ngạc nhiên với tính cách cậu hiện giờ. Diệp Quân chủ động cho rằng Hướng Diễn đang tán dương mình, bèn nói: đúng thế, em vừa được phân đến phân cục thành Nam không bao lâu, nhưng đã làm quen rất nhanh với các đồng nghiệp và lãnh đạo. Họ rất quý em. Chắc là đồng nghiệp nữ nhiều hơn nhỉ? Hướng Diễn không kìm được lại trêu cậu. Đâu có, đồng nghiệp nữ chỗ bọn em đều là các bà cô. Mặt Diệp Quân bỗng đỏ bừng lên. Thế cô bạn gái bé nhỏ lần trước em đưa đến thăm bố đâu rồi? Diệp Quân suýt nữa là làm đổ cốc trà trên tay, lắp bà lắp bắp. Cái gì mà bạn gái chứ, bạn học thôi mà, cô ấy đến phân cục khác rồi, thật đấy. Nói dứt lời, tôi nhìn thấy nụ cười cố gắng kiềm chế trong mắt Hướng Diễn thì mới biết mình lại bị cô trêu, bèn hậm hực bảo: không nói chuyện này với chị nữa, em chả hứng thú gì với mấy chuyện đó. Cậu đẹp trai, tính cách tốt, từ nhỏ đã bị con gái vây quanh liên tục, nhưng với ai cậu cũng đối xử như nhau, tự động kết bạn với người ta, dù đẹp hay xấu đều chơi chung một cách thân thiết. Sao lại không hứng thú? Em đã tốt nghiệp đại học rồi, tìm một người tâm đầu ý hợp cũng có sao đâu. Bố và anh em cũng đỡ phải dây dứt mãi. Cô nhớ có lần Kiên Trạch đến bệnh viện thăm Diệp Bỉnh Lâm về, nói chuyện Diệp Quân với cô, còn bổ sung thêm một câu với vẻ lo lắng: tuy chuyện tình cảm phải tùy duyên phận, nhưng từ nhỏ đến lớn, A Quân chẳng yêu mến cô gái nào, mà hình như nó không hứng thú với con gái. Thật chẳng phù hợp chút nào với biểu hiện nên có của con trai lứa tụi nó. Em nghĩ xem, liệu nó không thích con trai? Đừng nghĩ linh tinh. Cô cắt ngang, phủ định nỗi lo âu của Diệp Khiên Trạch. Tuy Diệp Quân không tỏ ra hào hứng với người khác phái như các nam sinh cùng tuổi, cô cũng không tiện nói vì sao Diệp Quân lại không có bạn gái. Nhưng có một điểm cô có thể chắc chắn, Diệp Quân tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái. Trước khi gả cho Diệp Khiên Trạch, vào cái đêm khi cô vẫn ở trong căn phòng thuê nhỏ bé, tuy cô đã cố ý phớt lờ, không muốn nhắc đến, cũng không muốn nghĩ lại, thậm chí cũng không truy rõ ngọn ngành sự quyến luyến và vòng tay thiếu kiềm chế của Diệp Quân. Nhưng nhịp tim, hơi ấm, sự mê loạn và mỗi một phản ứng trên cơ thể cậu, Hướng Diễn đều nhớ rõ. Đó tuyệt đối không thể là một người vô cảm với người khác phái. Hướng Diễn, em tìm lúc thích hợp nói chuyện với nó xem. Chỉ có em nói nó mới nghe thôi. Nói thật lòng, Hướng Diễn cũng rất mong muốn Diệp Quân tìm được người cậu yêu thương. Đó không chỉ vì tình yêu thương đối với em của Diệp Khiên Trạch, mà có lẽ phần nhiều do sự ích kỷ của cô, bởi cô luôn nghĩ rằng khi Diệp Quân tìm được cô gái mà cậu yêu thương thì cô mới xem như trút bỏ được gánh nặng. Đó là sự thương xót chỉ có với Diệp Quân hay là sự hổ thẹn? Nếu đó thực sự là hổ thẹn thì cô đã nợ Diệp Quân điều gì? Có những tâm sự mà cậu chưa hề nói ra miệng, cô càng không thể hỏi nhưng vẫn cảm nhận được. Quả nhiên, tâm trạng vui vẻ của Diệp Quân đã biến mất hoàn toàn khi nghe Hướng Diễn vô tình cố ý nhắc đến chuyện này. Cậu nói với vẻ bức xúc: chị bảo họ không cần lo cho em, còn nữa, chị càng không nên lo. Không lo cho chuyện của em nữa chứ gì? Câu này em nói rồi, chị nhớ, bây giờ bản thân em đã có chủ ý thì chị cũng không lo được. Hướng Diễn nói gọn lõn. Thực ra Diệp Quân muốn nói là không phải em không muốn được chị lo, mà chỉ vì không muốn chị lo với thân phận là chị dâu. Đương nhiên cậu không thể bày tỏ câu nói này ra được. Giọng Hướng Diễn lạnh dần khiến cậu lại nhớ đến chuyện mình tự ý xin đến phân cục thành Nam. Trong lòng lại thấy ngượng nên vội vã chuyển chủ đề. Người trong công ty tất cả đều hòa đồng, lúc đánh bóng có vẻ hung hăng, nhưng thật ra ai cũng tốt cả. Cô biết cậu nói đến mấy người vừa đánh bóng với mình, bèn thầm cười sự ngây thơ của cậu. Lúc nãy mấy người đó không biết thân phận của cậu, khi biết rồi thì cố ý gần gũi, đó có phải là tình bạn hay không?
Nếu không phải vậy, thì bên đội bóng của khu nghỉ mát không chỉ có mình cậu. Sao không thấy họ tìm cách tiếp cận người khác? Có điều cô không muốn nói những điều này với cậu mà chỉ bảo. Em nhìn ai mà chẳng thấy họ dễ gần, ngoại trừ chị ra. Thấy Diệp Quân cười với vẻ ngượng ngùng, cô mới nói một cách nghiêm túc. Còn nữa, thế nào là công ty mọi người? Sao em nói giống ông anh của em thế? Em không thích cũng chẳng ai ép buộc, nhưng giờ thì tốt rồi, đến nói chuyện cũng ra vẻ người ngoài. Diệp Quân vội nói, em thực sự không hiểu gì về chuyện công ty, cũng không có hứng thú. Nếu sau này bố định cho em một phần thật, thì em gửi nó cho chị là được mà. Hướng Diễn thấy cậu nói thế thì ngẩn ra một lúc rồi nói tiếp. Nói ngốc nghếch gì vậy? Thiên Trạch lúc đó cũng bước đến với sự chỉ dẫn của Đằng Dân. Chuyện trò gì thế? Một phần, hai phần là sao? Không có gì. Cô nhìn Diệp Thiên Trạch đáp. Gần gũi nhau cả ngày hôm nay, những lời Diệp Thiên Trạch nói với cô bên hồ cá đã khiến lớp băng mỏng khép lại. Từ sau vụ Trần Hữu Hòa tan đi nhiều, nhưng lời trẻ con khờ dại của Diệp Quân thì không nhắc đến vẫn tốt hơn. Diệp Quân có lo Hướng Diễn và anh mình trước khi có chuyện không vui, lúc này lại sợ không khí căng thẳng nên cười đáp bừa. Em nói là nếu lát nữa uống rượu thì cho em một phần. Thiên Trạch nghe vậy cười lớn với cậu. Vậy sao? Đúng là không ngờ. Xem ra em đã trưởng thành thật rồi. Đàn Dân thấy Phó Tổng Lý cũng đang đến, bèn mời mọi người vào phòng ăn của nhà hàng. Bên trong yên tĩnh hơn, mọi người vào nói chuyện. Chương 40. Bên trong là một chiếc bàn tròn 10 người. Hướng Diễn nhường ghế chính cho Diệp Khiên Trạch rồi ngồi xuống bên phải anh. Vốn là Diệp Quân nên ngồi bên trái Diệp Khiên Trạch, nhưng cậu lại nhường qua nhường lại với Phó Tổng Lý, từ chối không được, nên Phó Tổng Lý bèn cung kính không bằng tuân lệnh. Thế vậy Diệp Khiên Trạch cười, hạ giọng nói với Hướng Diễn. À, Quân đã biết lễ nghĩa chu đáo như vậy từ lúc nào? Cô chỉ cười mà không đáp. Quả nhiên, sau khi Diệp Quân do dự một hồi, cậu đã kéo chiếc ghế cạnh Hướng Diễn và ngồi xuống. Mọi người dần dần yên dị. Ngoài vợ chồng Diệp Khiên Trạch, Diệp Quân, Phó Tổng Lý và Đàn Dân ra, còn có những nhân vật nắm giữ vị trí khá cao trong Giang Nguyên và khu nghỉ mát có mặt ở đó. Tâm trạng Diệp Khiên Trạch đang vui, nên khi mọi người đến kính rượu, anh đều cười và cạn ly. Khi gương mặt hiện lên nét ngà ngà say, anh lặng lẽ nắm chặt tay Hướng Diễn dưới bàn. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy một người đàn ông tóc cắt ngắn, chóc dáng tầm thước, vừa cười vừa đi vào, sau lưng còn có mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp. Người đàn ông cực kỳ phong độ, nghiêng người chào hỏi mọi người. Không làm phiền các vị chứ? Đàn Dân đứng dậy giới thiệu. Giám đốc Hứa, các vị, đây là ông chủ Thôi, phụ trách khu tắm hơi massage của khu nghỉ mát. Ông chủ Thôi tiến đến cạnh Đàn Dân, cười giả khiêm tốn. Tổng giám đốc Đàn gọi tôi là Tiểu Thôi được rồi. Tôi đến đây để kính rượu các vị, nhân tiện đưa đến và nhân viên chỗ chúng tôi để mọi người làm quen với nhau. Hướng Diễn đã quen với ông chủ Thôi nên cũng biết nhân viên mà anh ta nói chính là các cô gái xinh đẹp phục vụ trong khu tắm hơi, nhưng cô cũng chỉ cười đáp lại. Ông chủ Thôi hà tất phải khách sáo thế? Hiếm khi Phó Tổng Diệp và Giám đốc Hướng cất công đến đây mà các vị trưởng phòng ở Giang Nguyên cũng đều có mặt. Không đến chào hỏi một tiếng, e rằng thất lễ quá. Ông chủ Thôi nói xong, bèn kính rượu Diệp Khiên Trạch đầu tiên. Trong bụng Diệp Khiên Trạch biết rõ anh ta là bạn hợp tác với khu nghỉ mát, nên dù không hài lòng với hành động của ông chủ họ Thôi và mấy cô gái dáng dấp phong trần kia, thì với tính cách hiền hòa bẩm sinh là được giáo dục đàng hoàng, anh vẫn lịch sự uống rượu cùng anh ta. Đợi anh uống xong ly rượu đó, ba cô gái kia cũng đến kính rượu, nhưng anh chỉ cười cười nâng ly, không ép họ uống cạn. Căn phòng riêng vốn khá yên tĩnh cũng đột ngột huyên náo hẳn lên. Đến bây giờ, khu nghỉ mát và ông chủ Thôi vẫn hợp tác vui vẻ. Hướng Diễn biết ông chủ Thôi đến đây để kéo gần mối quan hệ. Cô cũng không muốn làm anh ta mất mặt nên vẫn vui vẻ chung vui. Mấy cô gái theo ông chủ Thôi đều đang độ tuổi phơ phới, nhưng đã lăn lộn trong hồng trần khá nhiều. Đã quá quen với những cảnh tượng này,
và rành rẽ mọi ngón nghề, nên sau khi uống được kha khá, họ tự động tách ra, tìm đến các mục tiêu riêng. Nếu đã đến thì phải có nghĩa vụ ngồi cùng khách, mà trong tiệc rượu, đồng nghĩa của ngồi cùng tức là phải uống cùng. Cứ uống bừa thì chẳng ra sao, bị thương 10 ngón tay không bằng chặt đứt một ngón. Tìm thấy người thích hợp, uống càng hứng với họ thì mới xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đương nhiên họ không dám ép rượu vợ chồng về khiên trạch, nên phó tổng lý trở thành mục tiêu chính bị chú rượu. Một cô gái mang luôn chiếc ghế đến ngồi cạnh, khiến ông vừa uống vừa cười khổ trong lưỡi dao dịu dàng kia. Khi ông chủ Thôi đang hàn huyên tâm sự với đàn dân, thì một cô gái khác cũng tìm đến trưởng phụ trách phần điều động sản xuất ở Gia Nguyên. Người đàn ông trung niên ấy vốn dĩ háo sắc, giờ đây càng như cá gặp nước. Cô gái còn lại đến ngồi bên Diệp Quân. Điều này cũng không khó lý giải, bởi ngoài mấy người đang uống kia ra, thì những người còn lại, một là không thể đụng tới, hai là không uống rượu. Mà nhìn từ vị trí ngồi của Diệp Quân, có thể đoán ra thân phận cậu không hề thấp hơn những trưởng phòng kia. Cậu lại trẻ trung đẹp trai, trở thành mục tiêu cũng là chuyện thường tình. Diệp Quân vừa nhìn thấy cô gái kia cầm ly rượu đến bên mình, thì bỗng thấy hoảng, vội vã dùng ánh mắt cầu cứu anh trai và hướng diễn đang ngồi cạnh. Khiên Trạch không nhìn cậu, cố nén cười thông thả ăn, hướng diễn càng tỏ ra gian xảo hơn. Anh chàng đẹp trai, em kính anh một ly. Thấy cầu cứu vô hiệu, Diệp Quân hoảng loạn vô cùng. Bạn bè của cậu đều ngây thơ trong sáng. Thỉnh thoảng cậu cũng uống rượu vài lần, nhưng cũng chỉ uống cùng bạn học hay đồng nghiệp. Còn cái gọi là hoạt động giảm áp lực của các vị cảnh sát lâu năm kia thì không bao giờ cậu tham gia, nên làm sao có thể nhìn thấy những cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Cậu xua tay liên tục với cô gái đó. Xin lỗi, tôi không biết uống cho lắm. Cô gái kia cũng rất cá tính, không hề làm nũng bắt ép, chỉ lặng lẽ đưa ly rượu lên đợi, không làm gì tiếp mà cũng không có ý định bỏ đi. Hứng thú của hướng diễn càng tăng, cô ngừng đũa, chăm chú theo dõi cảnh đó. Cô gái bên cạnh Diệp Quân có gương mặt dịu dàng, khá xinh xắn. Xin lỗi, tôi thực sự không uống được nhiều. Anh ơi, đúng không? Diệp Quân cầu cứu nhiều Khiên Trạch với vẻ bất hạnh. Nếu là trước kia thì Khiên Trạch chắc chắn đã giải dây cho cậu. Có điều nhớ đến vẻ lành nhạt dửng dưng với người khác phái của em trai mình, Khiên Trạch lại nghĩ, chỉ cần không quá đáng thì hãy để cậu tiếp xúc với con gái nhiều một chút cũng được. Thế là anh cười nói, A Quân, chẳng phải em vừa nói, nếu có uống rượu thì cho em một phần sau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 27 Không Hiểu Lòng Tôi. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.